Đinh Bắc, Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn, còn Nguyễn Philip xuất thần cản phá mọi cú sút mà Indonesia tạo ra. Những kịch bản đẹp như mơ kể trên chính là nguyện ước của triệu triệu người hâm mộ nước nhà sắp tới. Đúng vậy, binh đoàn rồng vàng đã sẵn sàng tiễn đoàn quân của Sinteyong về nước với sự thăng hoa của những ngôi sao. Vậy các cầu động viên nên đặt niềm tin vào các cầu thủ vừa được gọi tên hay dành chọn tình cảm cho một nhân tố nào khác? Ngày hôm nay hãy cùng mình liệt kê danh sách những ngôi sao sẽ giúp Việt Nam có hy vọng đánh bại đội tuyển Indonesia nhé. Nguyễn Đình Bắc, 19 tuổi và một siêu phẩm vào lưới đội tuyển mạnh nhất châu Á vào thời điểm hiện tại. Có lẽ trong những giấc mơ điên rồ nhất thì Nguyễn Đình Bắc cũng chẳng thể tưởng tượng ra câu chuyện cổ tích mà bản thân đang trải qua. Tài năng đến từ Nghệ An chính là biểu tượng cho con mắt nhìn người của huấn luyện viên Philippe Jouzier cùng cách làm việc trọng dụng tài năng trẻ của chiến lược gia người Pháp. Chẳng cần là sao số hay tiếng tăm từ trước, thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẵn sàng đặt niềm tin vào những cầu thủ ít kinh nghiệm, miễn là họ cho thấy sự khát khao. Thế nhưng tất cả chỉ mới là điểm khởi đầu, và Đình Bắc cần thêm một trận đấu cực cháy nữa trước Indonesia để khẳng định đẳng cấp của mình. Hơn ai hết, cầu thủ sinh năm 2004 hiểu rằng mình chỉ xứng đáng với suất đá chính nếu lập công thường xuyên, và bàn thắng là thứ duy nhất có thể giúp Việt Nam có vé vượt qua vòng bảng. Vì vậy, với sự tự tin đang ở mức rất cao, chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Quảng Nam cần duy trì thăng hoa để phá lưới của Indonesia. Tất nhiên hàng thủ của tập thể xứ vạn đảo thì chẳng đẳng cấp như Nhật Bản, nhưng đại diện Đông Nam Á lại đá rắn và có nhiều tiểu xảo hơn. Do vậy, Đình Bắc sẽ cần thêm một chút tỉnh táo để tiếp tục sắm vai thần tài trong màu áo đội tuyển. Phạm Tuấn Hải, ngoài thành tích tập thể thì không gì thúc đẩy các ngôi sao phấn đấu hiệu quả bằng những giải thưởng cá nhân. Đây là nhận định đúng với trường hợp của Phạm Tuấn Hải, khi nhiều chuyên gia cho rằng tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội có khả năng giành giải thưởng của bóng vàng Việt Nam không kém gì Nguyễn Hoàng Đức. Theo đó, để nói về trò cưng của huấn luyện viên Jouzier thì sẽ cần phải nhiều tính từ tích cực như là nguồn năng lượng vô tận, tốc độ xé gió, kỹ năng dứt điểm tốt và đặc biệt là phong độ cực cao. Rõ ràng những đội bóng ngoài lãnh thổ Việt Nam chẳng đủ để bánh hổ của Hà Nội FC phải run sợ khi anh đã từng ghi tới 4 bàn tại AFC Champions League. May mắn thay, cái duyên nổ súng vẫn được cầu thủ này mang lên tuyển với rất nhiều màn trình diễn thuyết phục. Cụ thể, ngay trận ra quân Asian Cup gặp đối thủ mạnh là Nhật Bản, Tuấn Hải đã giúp các fan binh đoàn rồng vàng có những giây phút ngất ngây khi sút tung lưới của Suzuki nâng tỷ số lên 2-1. Đây chính là sự đền đáp mà ngôi sao sinh năm 1998 dành cho huấn luyện viên Jouzier khi đã trao cho anh trách nhiệm dẫn dắt hàng công. Tất nhiên, Samurai Xanh chỉ là nạn nhân gần nhất của Tuấn Hải, khi các cổ động viên có thể dễ dàng nhớ tới các pha lập công khác vào lưới của Syri hay là Palestine. Không những vậy, cái tài của tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội còn nằm ở việc sẵn sàng sắm vai kiến tạo khi cần thiết. Minh chứng cho luận điểm này là 5 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công ở V-League mùa trước. Do vậy, nếu cần gọi tên niềm hy vọng số 1 ở đại chiến với Indonesia thì đó phải là Phạm Tuấn Hải. Cầu thủ gốc Hà Nam hiện chẳng còn là một hiện tượng nữa mà đã vươn tầm ngôi sao, và giờ là thời điểm anh cho thấy bản thân xứng đáng với danh hiệu của bóng vàng. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử, nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu, khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Nguyễn Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh chỉ chơi 45 phút trong trận cầu gặp Nhật Bản, và như vậy là chưa đủ với những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào tiền vệ người Thái Bình. Vốn được coi là hàng hiếm của bóng đá nước nhà, nhưng chấn thương khiến cho trụ cột của Hoàng Gia Lai có những năm tháng tương đối lận đận. Tuy vậy, Tuấn Anh chưa bao giờ hết khát khao, và dưới thời của huấn luyện viên Jouzier, cầu thủ sinh năm 1995 dần tìm được vai trò quan trọng trong hệ thống mà chiến lược gia người Pháp xây dựng. Hiểu một cách đơn giản, khả năng giữ nhịp và kết nối của ngôi sao câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là điều khó có người đồng đội nào trên tuyển sánh bằng. Do vậy, dù chưa đạt thể trạng sung mãn 100%, nhưng tiền vệ 28 tuổi vẫn được huấn luyện viên Jouzier triệu tập cho chiến dịch Asian Cup. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tuấn Anh nhận đánh giá không cao trong trận đấu gặp Nhật Bản, nhưng chắc chắn đại chiến với Indonesia sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Nguyên nhân là bởi đội tuyển xứ vạn đảo nhiều khả năng sẽ thi đấu theo kiểu phá lối chơi của đối thủ và sẽ dùng nhiều các pha phạm lỗi. Khi ấy, mẫu cầu thủ như Tuấn Anh là cực kỳ cần thiết để giúp cho Việt Nam duy trì được sự thanh thoát nhằm tập trung vào mặt trận tấn công. Thậm chí sẽ chẳng sai khi nói rằng vị trí của ngôi sao câu lạc bộ Hoàng Gia Lai có thể là điểm nóng định đoạt kết quả đại chiến.
Nếu ngôi sao 28 tuổi chơi thăng hoa, lối đá của tuyển Việt Nam theo đó cũng mượt mà và sự xu xì bên phía đối thủ cũng chẳng còn là đáng ngại. Ở chiều đối diện, nếu các pha phạm lỗi ác ý và lối đá rát của tập thể giữa Vạn Đảo làm khó Tuấn Anh, binh đoàn Rồng Vàng nhiều khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng và cần có phương án dự phòng. Bùi Hoàng Việt Anh. Việc Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và phần đông ngôi sao đều có sức vóc tốt đã được nói đến rất nhiều vào ngày qua. Việc này khiến cho vai trò của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trở nên ngày càng nổi bật. Với chiều cao 1m84 cùng khả năng chuyên môn đã được khẳng định, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sẵn sàng bắt chết các mũi nhọn bên phía đại diện xứ Vạn Đảo. Hơn ai hết thì các fan tuyển Việt Nam đang rất mong muốn những thống kê rất đẹp như 5 trên 7 pha tranh chấp thành công, thắng 2 trên 3 tình huống không chiến trong trận đấu gặp Nhật Bản, được cầu thủ gốc Đông Hưng tái hiện và nâng tầm trong đại chiến với Indonesia. Ở tuổi 25, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ được đà thăng tiến thần tốc để trở thành trung vệ số 1 đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup lần này. Do vậy không quá khó hiểu khi người hâm mộ đã cực kỳ lo lắng khi thông tin nhân tố sinh năm 99 phải tập riêng được báo chí đăng tải. May thay, cầu thủ của Công an Hà Nội chỉ gặp vấn đề ở phần mềm và gần như 100% sẽ thi đấu trước đội tuyển Indo. Thêm một chút phân tích nữa thì ngoài vai trò phòng ngự, Việt Anh còn là bài tẩy để Việt Nam triển khai bóng từ phần sân nhà. Và đây là chi tiết tô điểm cho tầm quan trọng của ngôi sao 25 tuổi. Rõ ràng thủ lĩnh hàng thủ của tuyển Việt Nam đang ở những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp và cựu trung vệ câu lạc bộ Hà Nội cần tận dụng để vươn đến những thành công mà người đàn anh chơi cùng vị trí là Quế Ngọc Hải từng làm được. Thậm chí nếu phát triển đúng kỳ vọng, Việt Anh còn có thể tạo ra dấu ấn đậm nét hơn cả đội trưởng một thời của binh đoàn Rồng Vàng. Nguyễn Philip. Việt Nam nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vé đi tiếp theo diện 4 đội có thứ 3 có thành tích tốt nhất, nên vấn đề hiệu số bàn thắng bại được đặc biệt chú trọng. Do vậy, những pha cứu thua xuất thần của Nguyễn Philip đôi khi quan trọng chẳng kém một lần phá lưới đội bạn mà những đồng đội trên hàng công làm được. Tất nhiên, cầu thủ thuộc biên chế của Công an Hà Nội hiểu điều đó và đẳng cấp có lẽ là từ đúng nhất để nói về nhân tố sinh năm 1992. Anh đã có rất nhiều những pha xử lý tự tin trước Nhật Bản. Và rất lâu rồi thì đội tuyển Việt Nam mới có một người gác đền chơi chân hay như vậy. Cụ thể, cầu thủ 32 tuổi có tới 16 lần chuyền dài cùng 18 đường chuyền ngắn trong suốt cả trận. Và đây là cách thi đấu giúp ích cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Rõ ràng, việc ăn tập bài bản ở Cộng hòa Séc đã giúp thủ thành 32 tuổi vượt trội so với nhiều đồng nghiệp. Và tinh thần vững vàng của ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu là điểm tựa cho các tuyển thủ trẻ hơn. Tất nhiên, vai trò quan trọng nhất với một thủ môn vẫn là khả năng cứu thua. Và 3 lần từ chối những cơ hội 10-10 bên phía Nhật Bản là ví dụ rõ nhất cho sự thăng hoa của người gác đền biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể cả khi mổ xẻ 4 bàn thua mà Nguyễn Philip phải nhận, thì phần lớn trong số chúng đều là các cú dứt điểm quá khó và gần như không thể cản phá. Đó đơn giản là câu chuyện của đẳng cấp, khi mà các ngôi sao bên phía Samurai Xanh rất biết cách tạo ra những cú sút chết chóc, đủ sức đánh bại mọi thủ môn trên thế giới. Tất nhiên, tuyển Indonesia thì chẳng có cái tên nào thuộc dạng trên, nên các fan của Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào 90 phút sạch lưới của thầy trò Trussier. Đây là điều cực kỳ quan trọng nếu nhớ lại việc chỉ số phụ đã giúp binh đoàn Rồng Vàng đi tiếp ở Asian Cup 2019. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về 5 niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam trong trận đại chiến tối thứ 6. Mỗi người một vị trí, nhưng nhiệm vụ của họ đơn giản là tỏa sáng để giúp đội nhà có tròn vẹn 3 điểm trước thầy trò Shin Tae-yong. Thậm chí mọi chuyện còn thử thách hơn khi binh đoàn Rồng Vàng cũng cần những chỉ số phụ thật đẹp để đua tranh với các đối thủ ở bảng khác khi cần. Do vậy, giờ là thời điểm của đẳng cấp. Và các bạn nghĩ cái tên nào sẽ sắm vai người hùng của đội tuyển Việt Nam trong trận cầu trước Indo? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.